Có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ ngành đến kiểm tra tình hình cấp nước sinh hoạt cho người dân tại huyện Gò Công Đông. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đến kiểm tra tình hình cấp nước tại các dòi nước công cộng trên địa bàn xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông. Hiện nay trên địa bàn xã Gia Thuận đang mở 9 dòi nước công cộng để phục vụ sinh hoạt người dân. Bên cạnh đó, xã còn thành lập 3 đội tình nguyện chợ nước sinh hoạt hỗ trợ cho các hộ dân khó khăn, người già neo đơn không có điều kiện đi chợ nước. Tại thời điểm kiểm tra, các dòi nước công cộng đều chạy khá mạnh, đảm bảo cung cấp nước miễn phí cho người dân. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đến nhà các hộ dân tại xã Gia Thuận để tìm hiểu về tình hình nước sinh hoạt. Các hộ dân cho biết nhờ chủ động trữ nước và chính quyền mở các chủ nước công cộng nên đến thời điểm này nước sinh hoạt cơ bản được đảm bảo. Qua chuyến kiểm tra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho rằng tỉnh cần quy hoạch lại để đừng phân tán, tập trung đầu tư cho hiệu quả. Bên cạnh đó, Tiền Giang phải đầu tư để khu vực này phát triển công nghiệp, mà phát triển công nghiệp thì không thể thiếu nước.